Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái kỹ thuật ghép bầy trong chăn nuôi. Nó là một trong những cái yếu tố tạo nên sự thành công của trại đẻ. Vậy ghép bầy nó mang lại cho chúng ta những cái lợi ích gì? Thứ nhất là nó sẽ giúp làm giảm được cái tỷ lệ chết heo con theo mẹ do còi yếu. Ví dụ như là cái trường hợp mà heo nái đẻ quá nhiều con đi thì nó sẽ không có đủ vú cho tất cả các con trong một ổ vú. Thứ hai là heo nái mà đẻ nhiều á thì cái sự chênh lệch trọng lượng trong một cái ổ sẽ cao, sẽ có con to, con nhỏ, thì những cái con nhỏ này á nó sẽ không bú lại những cái con to, thì nó sẽ thiếu sữa và dẫn đến là sù lông nè, tóp bụng, yếu và chết. Cái lợi ích thứ hai đó là tạo được cái sự đồng đều cho đàn heo con, cũng như là giúp tăng trọng lượng heo con lúc cai sữa. Ngoài ra thì ghép bầy còn giúp cho chúng ta đảm bảo được cái sức khỏe và cái thể trạng tốt cho heo mẹ lúc cai sữa. Ví dụ như trong cái trường hợp mà heo nái nó gầy, ốm yếu thì mình ghép ít con thôi. Hoặc là những cái heo nái mà mất sữa hoặc là sữa kém thì mình cần phải ghép con to vào để cho nó thúc vú, cho nó bú được sữa. Mà cái gì nó cũng có hai mặt, không phải là ghép nhiều là tốt đâu các bạn. Mình phải ghép đúng và đúng thời điểm. Có ba cái giai đoạn vàng mà mình cần phải ghép heo. Nhất là ghép sau sinh 24 giờ. Là cái giai đoạn này là mình ghép những heo mà nó cùng ngày đẻ với nhau. Thì sau khi mà heo con sinh ra và bú được sữa đầu ít nhất là từ 10 đến 12 giờ thì mình mới được ghép heo. Mục đích của cái việc ghép heo này á, là nhằm giúp cho chúng ta lọc ra những cái con mà heo còi, những con mà có trọng lượng thấp á, vào một nái, một hai nái đó để mà mình chăm sóc đặc biệt cho chúng. Giai đoạn thứ hai là mình ghép heo sau khi bấm thiến, có nghĩa là heo được 5 đến 7 ngày tuổi rồi đó. Thì mục đích của cái việc ghép heo lần này á, là nhằm ghép những cái heo con có trọng lượng lớn cho những cái heo mẹ sữa kém, ít vú nuôi. Và ngược lại, ghép những heo con có trọng lượng nhỏ, những heo còi yếu đó, cho những heo có bầu vú đẹp, sữa nhiều để nuôi. Ghép giai đoạn này còn gọi là cố định vú đó. Thì chúng ta biết tập tính của con heo con là khi mà nó giành được cái vú nào rồi á, thì tới giờ bú sữa thì nó sẽ tới đúng cái vú đó mà nó bú. Mà cho dù mình có bắt tất cả các con khác ra khỏi ô thì cũng lại cái vú đó mà nó bú. Vì vậy mà mình ghép khoảng 3-4 bữa sau á, là nó sẽ lọt heo rồi. Thì cần thêm một cái giai đoạn ghép heo nữa, đó là lúc mà heo con được 10 đến 12 ngày tuổi á, thì mình sẽ ghép heo thêm một lần nữa. Cái giai đoạn này á, ghép để mà nhằm lọc ra những cái con heo mà nó bị còi á, bú những cái vú cuối hoặc là những cái vú mà lép không có sữa để mà vào những cái nái sữa tốt nuôi. Nhưng mà các bạn ghép trễ nữa thì những con heo này nó sẽ không có kịp thời gian để mà nó tăng trọng đến cái lúc mà cai sữa. Khi ghép heo á, thì mình cần phải đảm bảo những cái nguyên tắc sau đây. Thứ nhất là phải đảm bảo heo con bú được sữa đầu. Thì như mình nói đó là phải cho heo con sinh ra ít nhất là bú được sữa đầu khoảng 10 đến 12 giờ sau sinh thì mình mới được phép ghép. Thứ hai là ghép từ ổ đẻ nhiều sang ổ đẻ ít, để tránh cái trường hợp như là một nái thì đẻ nhiều con quá thì không đủ sữa nuôi con, còn một nái thì đẻ ít con hoặc là con nó bị chết á thì không có bú hết cái sữa trong vú dẫn đến là viêm vú. Nguyên tắc thứ ba là mình ghép những cái heo con có trọng lượng nhỏ vào những nái sữa tốt, bầu vú to đều để nuôi. Và ngược lại là những nái sữa kém, ít vú thì mình nuôi những heo con có trọng lượng lớn. Thì mình sẽ chia heo con ra làm 3 dạng. Thứ nhất là heo to nè, heo trung bình và heo nhỏ. Thì những con heo to mình sẽ ghép cho những con heo nái lứa già, như là từ mình thấy là từ lứa 6 tới lứa 12 là nó già đó. Hoặc là những con nái sữa kém hoặc ít vú, hoặc là những con nái sức khỏe yếu á, ăn ít được đó. Nhưng mà mình phải xem coi heo nái đó nó có mấy vú hữu dụng mà ghép mấy con, để con to là cho nó thúc vú, bú được sữa. Cái lực bú mạnh nó sẽ giúp cho nái tạo ra được nhiều sữa để nuôi con. Còn đối với những cái heo con còi nhỏ thì mình nên để heo lứa 2, lứa 3 nuôi. Vì những cái nái này nó có núm vú nhỏ, mỏng, heo còi, nó ngậm được sữa và sữa tiết ra cũng nhiều. Còn đối với heo nái hậu bị á, thì mình nên ghép heo to lúc mà ghép heo sau sinh 24 giờ á. Vì heo nái tiết sữa kém á, nên là ghép heo còi vào á, thì nó rất là dễ bị tiêu chảy. Còn khi mà ghép bấm thiến á, thì có thể là ghép heo trung bình vào nái hậu bị, vì lúc này heo con nó cũng to rồi, nó cũng có sức bú rồi. Một nguyên tắc nữa là mình không ghép heo con tiêu chảy sang những cái ô bình thường để tránh lây lan tiêu chảy sang những cái ô heo khác.
Trên đây là cái chia sẻ của mình về cái kinh nghiệm giúp heo. Thì muốn heo nái đẻ nhiều, nuôi sống được nhiều con và giúp tăng cái số lượng heo con cai sữa trên nái trên năm được nhiều, thì các bạn có thể thử áp dụng theo cái phương pháp ghép heo của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh cho mình nhé.